Hello, xin chào tất cả quý anh chị khách hàng nha. Lại là Nam đây ạ. Chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng xem video thật là vui vẻ nha. Rồi, thì trước cái màn hình anh chị đây chính là hai chiếc xe Vario chính hãng nha anh chị. Chiếc bên trái màn hình là chiếc Vario 125, xe nhập khẩu từ Indonesia, phiên bản thể thao màu xanh nhám, bản cao cấp nhất của dòng 125. Còn chiếc bên phải màn hình là chiếc Vario 160, xe này là xe Việt Nam nha anh chị. Bản này là bản đặc biệt màu đỏ nhám ha. Bản này chỉ thấp hơn cái bản thể thao màu xám xi măng thôi, nhưng mà cái công nghệ thì cũng là cao cấp nhất của dòng xe Vario 160 rồi. Thì hai chiếc xe này đang có mức giá thành chênh lệch nhau là đâu đó khoảng 7 triệu đồng. Vậy thì mức chênh lệch 7 triệu, anh chị sẽ tiết kiệm 7 triệu để chọn Vario 125, hay là chúng ta thêm 7 triệu nữa để chọn Vario 160? Anh chị nào mà đang quan tâm vấn đề này á, thì cùng tham khảo video này của Nam nhé. Rồi, thì vì sao Nam lại gọi hai chiếc xe này là Vario chính hãng? Tại vì thị trường hiện tại Vario nó sẽ có hai loại anh chị, một cái là tư nhân và một cái là chính hãng. Tư nhân là sao? Là xe nó sẽ không có chế độ bảo hành và phụ tùng thì gần như là rất là khó và hơi đắt đỏ một tí anh chị. Còn hàng chính hãng là do công ty Honda Việt Nam nhập khẩu và phân phối ra nên gọi là hàng chính hãng, và kèm theo đó là sẽ có cho mình chế độ bảo hành toàn quốc 3 năm hoặc 30.000 km. Tùy theo điều kiện nào đến trước thì chúng ta sẽ tính trước. Nó giống như là xe SH nè, nó giống như là xe quanh pha, xe phụ trợ anh chị, có chế độ bảo hành và có luôn phụ tùng chính hãng luôn nha anh chị. Đó, chỉ khác biệt như thế thôi. Tuy nhiên chiếc xe Vario 160 là xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam nha anh chị, còn xe Vario 125 này là xe nhập khẩu từ Indo nha. Mặc dù là xe do công ty Honda Việt Nam phân phối nhưng vẫn là xe nhập khẩu nha, tại vì do công ty Honda Việt Nam nhập về và phân phối ra nên họ có trách nhiệm bảo hành xe cho mình. Đó là điểm khác biệt giữa xe tư nhân và xe nhập khẩu. Thì cái ưu điểm của xe nhập xe gọi là xe chính hãng anh chị thì nó sẽ có cái bảo hành và phụ tùng, nhưng mà nhược điểm là cái là nó sẽ hạn chế về màu sơn và phiên bản nha. Thì nói chung là cái nào cũng có hai mặt của nó. Thì hai chiếc xe này hiện tại thì đang có mức giá thành chênh lệch nhau đâu đó là khoảng 7 triệu anh chị. Thì video này Nam sẽ chia sẻ với anh chị xem là 7 triệu đó thì chúng ta nên tiết kiệm để mua Vario 125 hay là thêm 7 triệu để mua Vario 160 ha. Rồi thì phần mà anh chị quan tâm nhất có lẽ là phần giá xe đúng không ạ? Thì cụ thể ngày hôm nay là ngày 9 tây tháng 2 2024 rồi, thì chiếc xe Vario 125 phiên bản thể thao màu xanh nhám này nhập khẩu từ Indo thì bên Nam đang bán ra với mức giá là 45 triệu 200 ngàn nha anh chị, 45 2. Còn chiếc Vario 160 này phiên bản đặc biệt màu đỏ nhám này nha, thắng ABS đĩa trước đĩa sau, thì bên em đang bán ra mức giá là 52 triệu 500. Thì hai chiếc xe này hiện tại đang có mức giá thành chênh lệch nhau là khoảng 7,3 triệu, nhưng mà Nam xin phép là làm tròn chẳng là 7 triệu đi để cho chúng ta dễ chia sẻ ha. Rồi, vào thẳng vấn đề luôn nha anh chị. Đầu tiên thì hai chiếc xe này sẽ có một số điểm tương đồng giống nhau anh chị. Thứ nhất là cả hai đều có chế độ bảo hành 3 năm hoặc 30.000 km, hệ thống head Honda toàn quốc nha. Cái thứ hai, phụ tùng thì chắc chắn 100% rồi, xe chính hãng là chắc ăn là phải có phụ tùng chính hãng rồi. Anh chị cứ yên tâm về vấn đề này ha, dù sao có đỡ hơn không, có bảo hành còn hơn không có anh chị. Thì cái này là cái quan niệm cá nhân của Nam ha, tất cả chia sẻ theo góc độ là cá nhân thôi nha anh chị. Cái thứ hai là xe thì sử dụng là vỏ trước vỏ sau là vỏ không có ruột nha anh chị, và mâm là kích thước bằng nhau hết luôn, mâm là có kích thước là 16 inch nha, ô xin lỗi, mâm kích thước 14 inch nha, mâm trước mâm sau bằng nhau nha anh chị. Đó. Rồi tiếp theo, cả hai đều là sử dụng khóa thông minh smart key ha. Đây. Đó, khóa thông minh smart key và đồng hồ điện tử LCD, tất cả là bằng điện tử hết nha, không có xài kim cơ nào hết nha anh chị. Đó, có chế độ điện dừng đèn xanh đèn đỏ máy giống nhau luôn. Đó, có móc máng độ giữa giống nhau luôn nè, bên trái thì có cái hộc để đồ nè, có luôn cổng sạc điện thoại luôn nha anh chị. Đây. Cổng sạc là cổng USB ha. Rất là tiện lợi, chúng ta không cần phải mua cổng chuyển đổi gì hết. Và đặc biệt là cái remote này tính năng cũng giống nhau luôn, nó sẽ có 3 tính năng, hai nút bấm 3 tính năng ha, mở nguồn nốt chống trộm với tìm xe nha anh chị. Có cái nắp gài bên đó luôn. Đó. Rồi tiếp theo đó là cả hai xe này đều được trang bị là một phuộc sao, một phuộc sao nha anh chị, giống nhau ha. Tất cả đèn trên xe của hai chiếc xe này đều là đèn full LED, có nghĩa là đèn hậu nè, đèn xi nhan nè, đèn pha cốt nè. Tất cả đều là đèn LED hết, không có sử dụng đèn halogen. Và một cái tiếp theo nữa, đó là cái vị trí để bình ắc quy của hai xe này cũng giống nhau luôn. Đây, đây chỗ này sạc để chân, sạc để chân, và hai hai xe đều có cái sạc để chân thấp nha. Điều này thì
Rất là tuyệt vời khi chúng ta đặc biệt là mấy chị nữ khi mặc đầm mặc váy đồ thì nó sẽ thuận tiện hơn. Rồi tiếp theo đó là cốp để đồ và bình xăng thì sẽ giống nhau về cái cốp để đồ và bình xăng, để dưới yên hết nha anh chị. Bình xăng là dưới yên ha, cốp này thì nó cũng tương đương nhau thôi anh chị. Đó, nó cũng không có hơn kém nhau gì nhiều đâu, có thể để được hai mũ bảo hiểm loại nửa đầu và một số vật dụng cơ bản khác ha. Đây em sẽ quay góc này cho anh chị dễ thấy nè. Đó, sẽ tương đương nhau. Rồi, cả hai đều có chân chống bên là chân chống điện nha anh chị. Có nghĩa là khi mà anh chị gạt chân chống bên xuống là động cơ nó sẽ tắt ha, hoặc không khởi động được. Nó gạt chân chống lên thì chúng ta mới để được máy nha anh chị. Đó, thì đó là một số điểm giống nhau cơ bản của hai chiếc xe này. Đó, vậy thì khác nhau là gì? Đầu tiên mình sẽ nói về Vario 125 trước nha. Thiết kế khác nhau thì mình không nói nha anh chị. Vario 125 thì thiết kế có vẻ là nhỏ gọn hơn tí nè và nó trẻ trung hơn. Còn Vario 160 thì nhìn có vẻ nó hầm hố hơn anh chị. Nó dữ dội hơn. Rồi thì Vario 125 mức tiêu hao nhiên liệu theo nhà sản xuất công bố đó là 2,16 lít trên 100 km nha anh chị. Vario 125. Còn Vario 160 này anh chị 2,3, ô xin lỗi 2,2 ha, mức chênh lệch không nhiều nha anh chị. 2,2 lít trên 100 km. Chênh lệch nhau đâu đó 0,04 nha, gần như là bằng không luôn anh chị. Rồi, tiếp theo. Vario 125 có một cái vượt trội hơn đó là xe nhập khẩu anh chị, nhập nguyên chiếc từ Indonesia ha. Xe do Honda Việt Nam phân phối nhưng vẫn là xe nhập nha. Có nhiều anh chị khách hàng nói là xe Việt Nam, không đúng nha, 125 là xe nhập khẩu nha anh chị. Đây, muốn biết nhập hay là không nhập thì nhìn vào đây nè. Nhìn vào cái số khung nè. MH nè, còn xe Việt Nam nè. Anh chị nhìn vào đây. Đây. Anh chị nhìn vào cái chữ cái đầu nè, RLH nè. Đó là xe Việt Nam. Đó là cách chúng ta nhận biết nha anh chị. Đó. Rồi, xe Vario 125 thì chỉ được trang bị thắng đĩa phía trước và thắng sau là thắng cơ thôi. Tuy nhiên thì thắng đĩa thường nha, không có ABS nha anh chị. Và thắng này là thắng kết hợp ha. Có nghĩa là anh chị bóp thắng sau thì nó sẽ liên kết với thắng trước. Đó. Rồi nó chỉ đơn giản vậy thôi. Xe này thì cơ bản nó sẽ giống với là xe AB 125 nè, hoặc là xe Vision anh chị. Về cái một số tính năng ha. Rồi về Vario 160. Vario 160 thì nó khác biệt về gì? Thứ nhất là chắc chắn là động cơ nó phải mạnh hơn rồi. Và động cơ của Vario 160 là công nghệ máy mới EP cộng ha. 4 4 van nha anh chị. Là công nghệ máy mới nhất hiện nay của Honda Việt Nam mình. Còn của Vario 125 nó chỉ là công nghệ EP thường thôi nha anh chị. Đó là khác biệt thứ nhất. Cái thứ hai đó là xe Vario 160 phiên bản đặc biệt này thì nó trang bị là thắng đĩa ABS phía trước nè. Phía trước cũng là thắng đĩa luôn. Giống như 125 nhưng mà nó có ABS nha anh chị. Có vòng răng nè. Rồi, thắng đĩa phía sau luôn, ăn tiền chỗ này luôn nè anh chị. Đây. Trang bị thắng đĩa phía trước và thắng đĩa phía sau luôn. Đây. Đó, tuy nhiên thắng sau là thắng đĩa nhưng mà nó không có ABS nha anh chị, nó chỉ có ABS ở bên trước thôi. Đó. Rồi, khác biệt chỉ hai cái cơ bản thôi, đĩa trước đĩa sau và có ABS. Thứ hai là cái động cơ vượt trội hơn. Còn lại thì Nam chưa thấy cái gì hơn nữa anh chị. Còn cái là nó yếu hơn về cái thương hiệu đó là xe Việt Nam thôi. Rồi, nhưng mà Nam nghĩ bây giờ là xe nhập hay là xe Việt đó, thì cái chất lượng nó gần như là tương đương nhau rồi anh chị. Cái này theo quan niệm cá nhân nha. Có một số anh chị khách hàng sẽ nói là xe nhập nó sẽ im hơn. Thì cái này thì tùy quan niệm cá nhân, thì Nam bán xe nhiều rồi. Ví dụ như một số mẫu xe Vario nhập nè, Quay Thái nè, Sonic nhập rồi nè, thì Nam cũng đã có bạn bè trải nghiệm và người thân trải nghiệm rồi, nên Nam thấy là chất lượng họ phản ánh lại là gần như là không hơn hẳn gì Việt Nam nhiều anh chị. Đó. Rồi thì tóm lại 7 triệu đồng này hơn chỗ nào? Thứ nhất là khối động cơ 160 mạnh hơn Vario 125, đó là điểm hiển nhiên. Cái thứ hai, công nghệ ABS ở thắng đĩa phía trước và hơn về cái thắng đĩa phía sau. Nói chung thì mỗi một loại thắng đều có một cái ưu nhược điểm riêng, nhưng mà cái hiệu năng hoạt động của cái thắng đĩa nó sẽ cao hơn so với cái hiệu năng hoạt động của cái thắng cơ nha anh chị. Đó. Còn lại thì hầu như là nó chỉ khác biệt về cái phần thiết kế thôi chị, chứ không có khác biệt gì mấy về công nghệ nữa ha. Ví dụ như đèn pha cốt led nè, đồng hồ điện tử nè, khóa thông minh có báo động chống trộm giống nhau luôn nè, tính năng y nhau luôn anh chị. Đó. Rồi công nghệ cổng sạc điện thoại USB, rồi học để đồ để dưới yên nhỏ, để được hai mũ bảo hiểm loại nửa đầu giống nhau, rồi bình xăng để dưới yên vân vân.
Đó, nó chỉ khác biệt cơ bản về cái phần động cơ với lại cái phần thắng đĩa phía sau và công nghệ ABS của bánh trước đối với Navarone 160 thôi. Vậy thì tóm lại câu chuyện, hai xe này chênh lệch nhau 7 triệu. Vậy thì anh chị có chấp nhận thêm 7 triệu để mua Vario 160 hay không? Hay là chúng ta tiết kiệm 7 triệu đó để mua Vario 125? Bây giờ mình bỏ qua về cái mặt thiết kế của xe nha anh chị. Tại vì sẽ có anh chị sẽ cho rằng, à Vario 160 này thiết kế nó xấu quá, không đẹp bằng Vario 125, 125 thiết kế đẹp hơn. À, mặc dù giá thành nó trên là không nhiều, à, công nghệ thì cái khả năng vận hành nó không bằng, nhưng mà thích cái thiết kế đó thì mua thiết kế đó. À, vì thế là Nam xin phép bỏ qua về cái ngoại hình bên ngoài ha. À, mình sẽ không nói về ngoại hình mà cái mức chênh lệch 7 triệu này, à, anh chị có xứng đáng để bỏ ra để mua chiếc Vario 160 hay là không? À, phân tích nãy giờ Nam nghĩ là anh chị đã có câu trả lời cho riêng mình rồi đúng không ạ? Nhưng mà theo riêng cá nhân của Nam thì mức chênh lệch 7 triệu này, Nam sẵn sàng bỏ thêm 7 triệu để chọn chiếc Vario 160. Tại vì động cơ 160 đã hơn hẳn động cơ 125 rồi anh chị. Cái thứ hai là được thắng đĩa ABS và thắng đĩa phía sau nữa. À, hai điểm đó thôi là đủ ăn tiền anh chị. Anh chị bỏ ra thêm 7 triệu nên chị làm sao mà độ được chiếc 125 này giống như chiếc 160 được. Mình không nói về cái ngoại hình bên ngoài nha. Đó, thì đó là theo quan điểm cá nhân của Nam ha, là ví dụ như bây giờ anh chị hỏi Nam là có nên thêm 7 triệu không, thì Nam khẳng định luôn, trả lời ngay khỏi suy nghĩ, thêm 7 triệu mua chiếc Vario 160. À, chạy đường dài nè, chạy đi phượt nè, đi trong phố nè, vân vân thì nó vẫn ok hơn ha. Đó, ví dụ như hai chiếc xe này mà nó chênh lệch nhau nhiều thì chúng ta sẽ cân nhắc nha. Còn mức chênh lệch nhau không nhiều thì Nam nghĩ là cái con số 7 triệu này có thể chấp nhận được để chúng ta thêm vào mua chiếc Vario 160 nha anh chị. Cái này là chia sẻ theo góc độ quan niệm cá nhân của riêng Nam ha. Đó. Còn nếu là anh chị thì anh chị sẽ tiết kiệm 7 triệu để chọn Vario 125 hay là anh chị thêm 7 triệu để chọn Vario 160? À, anh chị hãy comment ý kiến của mình ở phía bên dưới vào phần mô tả nha anh chị. Đó. Comment phía bên dưới video này nhé để cho mọi người cùng tham khảo nha anh chị. À, nếu như anh chị nào còn phát hiện ra hai chiếc xe này có những điểm gì hơn kém nhau nữa thì anh chị hãy comment phía bên dưới phần video nha anh chị, để cho khách hàng chúng ta có thêm một cái dữ liệu để đưa ra cái quyết định của mình nó được chuẩn hơn ha. Anh chị hãy chia sẻ ý kiến nha anh chị, đôi khi cái phần chia sẻ của Nam nó có sự thiếu sót thì rất mong tất cả các sự đóng góp của tất cả quý anh chị khách hàng ha. Thì mỗi chiếc xe đều có một cái hay riêng, mỗi chiếc xe đều có một cái ưu nhược điểm riêng, mỗi chiếc xe đều có một cái gọi là một cái thẩm mỹ riêng anh chị. Ví dụ như có người thấy nó đẹp, có người thấy nó như thế này, có người thấy như thế kia. À, thì cái này tùy một phần vào gu thẩm mỹ của mọi người nữa. Còn nếu mà nói về hiệu năng hoạt động và cái giá trị của nó mang lại thì Vario 160 chắc chắn 100% là hơn hẳn Vario 125 rồi anh chị, ăn đứt về mọi mặt luôn. À, ngoài trừ cái thiết kế về cái thẩm mỹ thì Nam không nói nha, như nãy giờ mình chia sẻ, Nam chia sẻ đó. À, thì hai cái đó thì nãy giờ Nam không nói phần đó ha. À, còn lại thì không có gì khác biệt nhiều ha, giống nhau nè, một phuộc nè, khóa thông minh giống nhau nha anh chị, remote giống nhau, tính năng giống nhau luôn ha, đồng hồ điện tử giống nhau luôn nha anh chị. À, cái chế độ dừng đèn xanh đèn đỏ máy giống nhau luôn. À, đèn full led giống nhau luôn đó. Có cổng sạc USB giống nhau, hộc để đồ giống nhau, bình xăng để riêng giống nhau luôn đó. Rồi thì đó là tất cả thông tin em muốn chia sẻ với anh chị ha. Anh chị nào đang rơi vào tình huống này thì hy vọng rằng video này sẽ giúp ích được anh chị có thêm một sự lựa chọn cho riêng mình nha. À, Nam xin chúc cho tất cả quý anh chị khách hàng có được sự lựa chọn thật ưng ý trước khi chúng xuống tiền mua bất kỳ một chiếc xe hay một cái sản phẩm nào nha anh chị. À, bây giờ thì Nam xin phép kết thúc video tại đây. Nếu như anh chị cảm thấy video của Nam, thông tin của Nam hữu ích thì nhớ đăng ký kênh để ủng hộ cho Nam, cũng như là cập nhật thêm những thông tin mới nhất về xe này. Nam sẽ cập nhật liên tục những thông tin mới nhất về xe để cho anh chị nào quan tâm thì chúng ta sẽ tham khảo nha. Một lần nữa thì cảm ơn tất cả quý anh chị khách hàng đã dành chút thời gian quý báu của mình để theo dõi video của Nam. Hẹn gặp lại quý anh chị khách hàng vào những video tiếp theo nhé. Xin chào.